Bên này cả nhà chúng bỏ nè. Ủa bên đây có con ếch bự quá trời luôn nè. Ồ cái bao này nó cách làm gơm nhát cũng chuột cái kha kìa. Cái nè, sắp tiếp luôn rồi. Hello, chào cả nhà đến với kênh Liễu nha. Hôm qua em có đặt mà trời em thấy trời mưa cả nhà. Cái em có sắp hai cái lợp ớt em đi đặt á. Nên hôm nay em lội đi, sáng nay em lội đi thăm thử không có dính gì không nữa. Mùa nó đủ lên thì cả nhà bắt đầu mình đặt lợp ớt dòng cặp mẫu luôn nè. Là có ớt nhiều lắm đó. Ở đây có ai đặt cái nú nó kìa cả nhà. Mình đặt mà mưa quá trời nó không quay cái công trình đặt cho mọi người xem. Hôm nay mình đi dở có gì đặt mưa luôn cả nhà, làm đi dở luôn. Em phủ mấy cái này lên gì nè cả nhà cho nó vô mà không có mẹ thấy chân sát cái bờ vậy đó không có dính gì. Che bắt đầu không thấy luôn. Ôi, có con bọm này cả nhà. Ôi, nó kêu luôn. Từ đây mở cái bao ra cho cả nhà xem. Em làm gì đang đang cái lợp này là cái lợp em cũng đặt gắn được nữa cả nhà. Ôi, vô con bọm rồi cả nhà ơi. Nhấp hết trơn luôn. Ôi, ôi. Ôi cũng nhiều chứ hả? Cỡ 1 kg cả nhà ơi. Cái nè. Ôi, nó cắn lộn cái gì á. Ủa có con chuột nữa. Ôi vô con chuột luôn cả nhà ơi. Cái nè. Con chuột nó cắn con ếch. Ôi con ếch này sao nó đây luôn này, dính cái mỏ vô đây luôn này, chết bà. Trời ơi nó đi bị đâm cái mỏ vô cái cây sắt này luôn cả nhà ơi coi nè. Sao mà vô con chuột luôn cả nhà coi nè, chuột cũng vô luôn. Đây coi mấy con, khoảng mấy con. Ủa cái đầu này đâu có 6-7 con, cái đầu này có chục con cả nhà ơi. Đi dài lên kia mình thăm cái lợp đằng kia coi có dính không cả nhà. Lên đặt đằng kia kìa. Bữa chút vô nhà em đổ coi cho cả nhà xem. Ở ngoài đồng mình đổ mình sợ nó nhảy. Mình dở cái này còn cái này cả nhà không biết chín không nữa. Ủa đằng đây cũng có thằng ca đặt cái nóng lên kìa. Ôi hết nó kêu quá trời kêu luôn cả nhà. Đây nè mình đặt ở trong nhà cái này nè. Để cái này xuống đây đi. Cái lợp này mình đặt gì cũng dính trắng thôi đó cả nhà ơi. Ôi, con chuột nó cứ cắn con hết hoài à. Ủa cái này có dính không biết nữa. Sao không thấy gì trên đây nè. Để mở ra thử cái đen hồ lùi à. Các bạn ơi. Quay ra gì? Nó sập
hoài, khó khó làm ăn quá à. Ôi ủa, bên này cả nhà dính cục bọn nè. Ủa bên đây có con ếch bự quá trời luôn nè. Ôi cái bao này nó cách. Ôi cô đây có con ếch vàng khè nè cả nhà, nè 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 nè. Con này bự dữ hả? Ôi con ếch này cả 200g cả nhà ơi, nó vàng khè luôn á. Nè. Mở cái bao này mà nó không ra cả nhà ơi. Con ếch này nó to. Ếch với con ếch này nó bự luôn cả nhà. Cái lập này nè dính ít hơn cái lập này cả nhà ơi. Lập này cái lập đầu tiên dính nhiều quá nè. Bữa nay gặp hàng khủng không cả nhà. Cái này nó ngon. Ôi có con ếch này dính, nó dính cái mỏ vô trong cái đó luôn rồi đó, nó không có xịt cái mỏ này được luôn. Tháo cái này ra bỏ đi. Nó một hết trơn luôn à. Cái hai cái gạch này cũng lâu lắm rồi cả nhà ơi. Bỏ cái đó đi. Bữa nay bội thu quá cả nhà, gặp hàng khủng luôn á, thấy ngon quá. Rồi mình đi vô cả nhà ơi. Vô em vô em đổ ếch cho cả nhà xem nha. Bữa nào cũng chỉ mưa trên cả nhà thì dắt này chỉ ngang tịnh đó được kìa. Tranh thủ vô vô nhà sớm cả nhà, chẳng họ mày có hơn á. Ôi đâu vậy? Vô đây em đổ lên cho cả nhà xem á. Cái con ếch này, cái nhà con ếch này nó bự quá. Ôi con ếch nó bị mắc cái mỏ vô đó rồi nó ra cả nhà ơi. Tưởng là con chuột cắn không à. Ếch này đem vô nước ăn cũng ngon. Ôi tới nhà cả nhà vô đây đổ nha. Để em đổ cái sơ này cho cả nhà xem. Cho cả nhà xem nha, quá trời luôn. Cái này chúng mắm luôn nha. Quá dữ luôn cả nhà ơi. Ồ nó tha người mình cát vô quá trời luôn, đại chặt luôn. Ồ sao mắt đèn con đi. Ôi.
cái nhà ơi. Cái nhà. Lấy gom ra cho nó tha gom vô hết biết luôn cả nhà, đóng gom luôn nè. Cái này chắc con chuột cũng tha vô rồi nè. Chuột tha mấy cái gom này vô tính là mổ cái gì nữa nè. Ôi ôi gần cả ký hết rồi cả nhà ơi. Biết luôn rồi, đậm gơm ngát con chuột cái tha ra cái nè, hết biết luôn rồi. Ý, con chuột ấy. Ý, con chuột ngon quá. Cái này ít hơn nè mà có con ếch này nó bự. Ở đây trời chừng cả 200 gram cả nhà ơi. Ngon quá à, bự mà nó vàng nín luôn á. Ui, ui xíu nhảy ra rồi. Trời như đây cũng cũng cỡ 2 kg rồi cả nhà ơi. À, hết biết ngon luôn cả nhà. Cỡ 2 kg ếch cả nhà. Cả nhà theo dõi clip nhớ like, đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em nha. Bye bye, xin chào cả nhà nha. Bye bye.